mới bước vào những ngày đầu của năm 2018, nhưng là thời trang Việt đã đón nhận thêm một tin vui từ người anh cả làng mốt Việt, nhà thiết kế Công Trí. Nếu trước đó cả hai bộ sưu tập Em Hoa và Thứ Sáu của chị đều đã gây được tiếng vang lớn. Và đến các siêu sao Hollywood như Katy Perry và Rihanna cũng không cưỡng lại được lực hấp dẫn từ nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Thì vừa qua, nữ ca sĩ Green Stefani đã đặt hàng nhà thiết kế Công Trí bộ trang phục biểu diễn theo tinh thần của mùa lễ hội. Bộ cánh này đã được lên sóng cách đây ít nhất nửa tháng, nhưng đến giờ nhà thiết kế Công Trí mới tiết lộ sự thành công này của bản thân. Điều này cũng góp phần chứng tỏ sự khiêm tốn cũng như tầm vóc của nhà thiết kế đa tài này.